Xin đến chào các bạn để tiếp tục xem hành trình của chiếc máy múc Busan đang phá rỡ một ngôi nhà. Đến thời điểm này là ngày thứ sáu của chiếc máy Busan này, và phá rỡ, công việc phá rỡ rất là khó khăn và chật hẹp. Trong khoảng thời gian chiếc máy múc này làm việc, có rất nhiều những cái khó khăn và chật vật để phá rỡ được ngôi nhà đòi hỏi phải có một cái biện pháp và những kỹ thuật để phá rỡ ngôi nhà. Đây, trên hình ảnh các bạn xem mà chiếc mỏ cặp đang phá rỡ từng những sàn bê tông mà đang kéo ràng rất là khó. Mời các bạn cùng theo dõi và chia sẻ tiếp theo những video của mình quay của cái công trình phá rỡ ngôi nhà này. Xin cảm ơn các bạn đón xem và chia sẻ. Thank you.
Thank you.